Tuần qua, đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai. Đánh giá về hoạt động kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, đồng chí cho rằng thời gian qua tỉnh Lào Cai cũng đã đẩy mạnh chất lượng kiểm tra giám sát, tập trung vào lĩnh vực nhạy cảm, xử lý kịp thời những sai phạm. Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, việc sáp nhập các đơn vị hành chính, nhất là hai cơ quan thanh tra kiểm tra cần phải chuẩn bị kỳ lưỡng, thận trọng từng bước, không nóng vội như nhiều địa phương khác. Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị tỉnh Lào Cai tăng cường hơn nữa vai trò kiểm tra giám sát, tập trung vào công tác chuẩn bị đại hội đảng cấp cơ sở, kiểm tra những vấn đề mới phát sinh gây bức xúc trong xã hội hoặc những dấu hiệu suy thoái đạo đức lối sống, trong đó gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường cấp trên kiểm tra cấp dưới, tránh tình trạng trên nóng dưới lạnh. Trong tuần qua, tỉnh ủy Lào Cai đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của kênh mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 16. Đi vào những vấn đề cụ thể, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến vào chủ đề đại hội, bố cục, đến việc sử dụng các số liệu, chỉnh sửa câu từ. Báo cáo cần cô đọng, khái quát cao trên từng lĩnh vực, đảm bảo đúng tầm, tránh liệt kê. Đặc biệt nhiều đại biểu đánh giá cao trong việc xác định năm lĩnh vực đột phá của tỉnh trong nhiệm kỳ tới cùng những bài học rút ra trong công tác lãnh đạo của Đảng. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, tiểu ban văn kiện đại hội 16 tiếp tục nghiên cứu bổ sung chỉnh sửa để dự thảo báo cáo chính trị đảm bảo khoa học, chất lượng, ngang tầm với nhiệm vụ chính trị vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn tới. để tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời giảm thiểu nguy cơ tiếp xúc với người Trung Quốc. Tỉnh Lào Cai đã có sáng kiến thành lập tổ lái xe dịch vụ vận chuyển hàng hóa sau khi hàng nhập khẩu về tới cửa khẩu Kim Thành. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, hàng xuất khẩu, nhất là những doanh nghiệp ngoài tỉnh, gặp khó khăn do thiếu lái xe trung chuyển qua cửa khẩu. Nhằm thao gỡ khó khăn cho xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành, các lái xe và nhân viên đi cùng xuất khẩu nông sản sang chợ đầu mối Phú Quý, Hà Khẩu, Trung Quốc phải mặc đầy đủ bộ đồ phòng hộ y tế theo quy định, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đồng thời chỉ được trở đến khu vực giao hàng tại cơ khẩu, không đi sâu vào nội địa và phải trở về Việt Nam trong ngày. Các lái xe và nhân viên này không cần phải cách ly 14 ngày như trước mà có thể tự theo dõi sức khỏe nhưng phải báo cáo ngay cho cơ quan y tế địa phương nơi cư trú khi có biểu hiện sốt, ho hoặc khó thở. Do dịch COVID-19 nên các học sinh được nghỉ hết tháng 2. Trong một tháng, việc dạy và học của cô và trò các nhà trường bị gián đoạn. Ngành giáo dục đã có nhiều giải pháp để duy trì việc ôn luyện cho các em học sinh, giúp các em không bị trống, bị quên kiến thức quá nhiều, đồng thời luôn sẵn sàng tâm thế để quay trở lại trường học khi đủ điều kiện. Tại thành phố Lào Cai, hầu hết các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn đã bắt tay triển khai dạy học trực tuyến, tập huấn, hướng dẫn cụ thể chi tiết. Hình thức dạy học này không phải là tự phát mà có sự quản lý chặt chẽ từ lãnh đạo các nhà trường, lãnh đạo phòng giáo dục và đào tạo, đảm bảo việc dạy học không mang tính hình thức mà quan tâm đến chất lượng và hiệu quả thu được. Trong khi môi trường khu vực nông thôn của tỉnh nói chung dần được cải thiện, thì vấn đề rác thải đô thị, nhất là việc đổ rác thải xây dựng bờ bãi lại đang gây bức xúc dư luận. Gần đây dọc hai bên đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Lào Cai xuất hiện tình trạng đổ trộm rác thải nhất là rác thải rắn rác thải xây dựng sau tết tình trạng đổ trộm rác thải này diễn ra ngày càng nhiều thiết nghĩ việc đổ rác thải hai bên đường võ nguyên giáp rất cần được các đơn vị chức năng lực lượng trật tự đô thị thành phố và chính quyền địa phương quan tâm có biện pháp tuần tra giám sát kịp thời xử lý không để tình trạng này tái diễn <laughs>